Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Bình. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người cứ nghĩ muốn giàu thì phải cần kiệm tích cóp, tiêu càng ít thì để được càng nhiều. Thực ra, cất tiền đi không bằng để tiền đẻ thêm tiền. Học cách tiêu tiền cũng khó như học cách kiếm tiền vậy. Bạn phải dám tiêu, biết tiêu thì mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mang đến cho những người bạn yêu thương một cuộc sống tốt hơn. Vậy cụ thể, bạn nên tiêu những loại tiền nào? Khi tiêu những loại tiền ấy, bạn sẽ nhận lại được những lợi ích tuyệt vời gì? Trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Bình sẽ giúp quý vị chỉ ra 3 loại tiền nhất định phải tiêu. Dù nghèo đến mấy, cũng tuyệt đối không được tiết kiệm. Mời quý vị cùng đón xem! Thế hệ trước, từng ăn bữa nay, lo bữa mai. Tiết kiệm đến từng mảnh giấy báo, nắm cơm, miếng vải, quần áo thủng thì vá. Nan hoa gãy thì hàn lại. Nhưng nay đã khác rồi. Thời khó khăn vật chất đã đi vào dĩ vãng. Thế hệ chúng ta lo làm sao để hoàn thành tốt công việc, được sếp tin tưởng, làm sao để sự nghiệp phát triển, làm sao để mình yêu đời hơn, sống tích cực hơn. Chúng ta có đầy dẫy những áp lực trong cuộc sống. Tiết kiệm không còn là giải pháp số 1 nữa. Loại tiền thứ nhất, tiền để đầu tư cho chính mình, tự mình trưởng thành. Nếu bạn hỏi tôi cách đầu tư nào là đầu tư khôn ngoan nhất và chắc chắn có lãi, ngay lập tức tôi có thể trả lời đó là đầu tư cho bản thân. Khi bạn đầu tư cho bản thân, giống như bạn đang đầu tư vào một siêu bất động sản, vì nó sẽ luôn gắn bó theo bạn suốt cuộc đời. Một điều nữa là chắc chắn sẽ khó có khoản đầu tư nào nhỏ mà đem lại hiệu quả cao và liên tục sinh lời càng ngày càng lớn như đầu tư cho bản thân đâu. Đầu óc nghèo nàn thì cuộc đời cũng sẽ khốn cùng. Nói cách khác, lấy tiền đầu tư vào đầu óc mình chính là quản lý tài chính an toàn nhất. Đi đâu làm gì cũng sẽ không bị nghèo đói. Có thể có nhiều người sẽ phản bác: ngày càng ngày ba bữa cơm còn chưa no, nợ nần chồng chất, làm gì có tiền mà đầu tư học hành. Hơn nữa, học tập cũng chắc gì lập tức thấy được hiệu quả. Người như thế này sẽ mãi mãi không đầu tư tiền cho trí tuệ của mình. Trên thực tế, nếu thực sự nghèo rất mồng tơi, thì đầu óc chính là vốn liếng lớn nhất để tay không dựng cơ đồ. Thế nên, càng cần đầu tư vào đó mới đúng. Vì đầu não con người nghèo nàn, nên cuộc đời cũng sẽ nghèo nàn. Nếu chỉ chăm chăm nhìn trước mắt mà không đứng trên cao một chút nhìn ra xa, thì e rằng cả đời cũng khó có được cơ hội đổi đời. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta thấy nhiều người cả đời khổ sở vì tiền, mãi mãi nhọc nhằn kiếm tiền mà lúc nào cũng thấy thiếu. Thực ra là vì họ không thấy rõ được sự thực. Những hoàn cảnh khốn khó trong cuộc đời chính là bài tập đời trước chúng ta chưa hoàn thành. Nhất định phải dựa vào bản thân mày mò tự học hỏi thì mới có thể đột phá. Người thông minh hiểu được rằng, thông qua học tập, lấy kinh nghiệm của người khác làm tấm gương, từ đó xây nên con đường cho chính bản thân mình. Do đó, tiền để học tập thì nhất định phải tiêu. Dẫu có phải mượn tiền để đầu tư vào bản thân thì cũng đáng giá. Bởi vì nó nhất định sẽ có cánh cửa mở ra cho bạn bước vào trong đó để kiếm tiền. Nếu bạn đang phải đối diện với vấn đề nan giải của cuộc đời, thì có một điều nhất định cần phải nhớ, đó là vun trồng cho bản thân mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ muộn, lúc nào cũng có thể bắt đầu. Sẽ có lúc bạn e sợ rằng đã tiêu quá nhiều tiền uổng phí, nhưng bạn có biết, quan ải gian nan thực sự sẽ lớn hơn việc này hàng trăm hàng ngàn lần. Học phí cho học tập có thể thấy được, cũng có giới hạn. Nhưng học phí phải trả trong trường đời lại có thể khiến chúng ta khuynh gia bại sản. Do đó, đều là phải học tập cả. Chi bằng giao học phí cho người có trí tuệ để họ hướng dẫn chúng ta, chứ không nên vứt tiền vào trường đời có học phí cao ngất ngường. Bạn là người thông minh, nhất định sẽ lĩnh ngộ rõ đạo lý này. Loại tiền thứ hai, tiền hiếu thuận cha mẹ nhất định phải tiêu. Bất kể là tình hình kinh tế của cha mẹ như thế nào, tiền hiếu thuận cha mẹ nhất định phải chi.
nghèo thế nào đi chăng nữa, mỗi tháng cũng phải dành ra một số tiền hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ nghèo thế nào đi chăng nữa cũng vẫn nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Thử nghĩ xem, cha mẹ có vì nợ nần, thiếu tiền mà không nuôi dưỡng chúng ta không? Cha mẹ dẫu nghèo thế nào đi chăng nữa vẫn nuôi nấng chúng ta trưởng thành. Cho nên bây giờ chúng ta báo đáp cha mẹ cũng là việc nên làm. Hợp đạo nghĩa, sao có thể nói có tiền thì mới cho cha mẹ, không có tiền thì không phụng dưỡng sao? Thực ra, có lẽ có người còn chưa biết, cha mẹ chính là thiên thời của chúng ta. Tương tác giữa chúng ta và cha mẹ có thể tích lũy năng lượng của thiên thời. Một người mà không có được thiên thời thì cả đời này làm việc gì cũng không thể nào thuận lợi được. Hiếu thuận với cha mẹ, đồng thời cũng là vì bản thân mình. Do đó, nhìn từ góc độ khác, tiền hiếu thuận cha mẹ không chỉ là vì cha mẹ mà cũng là vì bản thân mình. Nếu bạn chưa tin thì có thể quan sát hoàn cảnh xung quanh, xem những thanh niên thay nghề đổi chủ xoành xoạch đó, có phải cũng là người không mấy hiếu thuận? Những người mà ngay từ khi còn trẻ, làm việc gì thì thất bại việc đó, làm gì cũng không thuận lợi, nhất định có khó khăn giao tiếp với cha mẹ. Xin hãy ghi nhớ mãi mãi rằng, cho dù chúng ta có nợ nần chồng chất, thì tiền hiếu thuận cha mẹ tuyệt đối không nên tiết kiệm. Cho dù cuộc đời chúng ta đang ở giai đoạn nào, cho dù chúng ta đang gặp quan nạn gì, thì tiền hiếu thuận cha mẹ cũng tuyệt đối không được tiết kiệm. Thậm chí đến mức không còn khả năng kiếm tiền hoặc không có thu nhập, không còn cách nào để có tiền hiếu kính cha mẹ, thì cũng phải ghi nhớ. Chỉ ít cũng phải thuận theo trời. Khi chúng ta với cha mẹ có ý kiến bất đồng, hết sức nhu thuận, bình hòa để giao tiếp với cha mẹ. Loại tiền thứ ba, tiền báo đáp nhất định phải tiêu. Khi nhìn thấy những người đang vất vả vận lộn với cuộc sống, nhất định phải có lòng kính trọng và xót thương. Hãy thử nghĩ xem, có lẽ một chút xíu tiêu dùng của mình lại có thể là bữa ngon lành và niềm vui của cả họ. Khi ý niệm của chúng ta tuần hoàn trong vòng tròn tích cực, thì mấy chục nghìn mà chúng ta hào phóng bỏ ra lại có công đức ngang bằng với hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng của các thương nhân giàu có. Nếu bạn là một ông chủ giỏi kiếm tiền, thì chớ quên thành công của ngày hôm nay là thành quả của các nhân viên chung lưng đấu cật dốc sức. Vậy nên báo đáp họ là việc nên làm. Bất kể là nghèo đến mức nào, trên đời vẫn có người bất hạnh hơn mình. Nếu bạn thực sự nghèo rớt mồng tơi, thật sự không có cách nào dùng tiền để báo đáp, thế thì bạn hãy báo đáp công ty, đơn vị của mình đi. Mỗi người cần có tâm cảm tạ, dụng tâm làm tốt mỗi việc, đồng thời chung sống hòa bình với lãnh đạo, đồng nghiệp, chớ đối chọi khắp mọi nơi. Những yêu cầu không hợp lý đối với chính mình là cơ hội tốt để bồi dưỡng năng lực. Tuy có một số lãnh đạo có những yêu cầu không hợp lý, thực sự khó xử, chỉ cần thay đổi góc độ, coi nó là cơ hội tốt tôi luyện năng lực và tu dưỡng bản thân, thì đó cũng là một loại thu hoạch. Có câu cổ ngữ rằng, yêu cầu hợp lý là huấn luyện, yêu cầu bất hợp lý là rèn luyện. Kỳ thực cũng không phải là không có đạo lý. Hơn nữa, mỗi một lãnh đạo đều từ thấp nhất dần dần đi lên. Để làm được lãnh đạo của bạn, cho dù là dựa vào quan hệ, dựa vào bối cảnh, thì cũng là một phần phúc phận trong đường đời sinh mệnh mà ông ấy có được. Nghĩ được như thế thì sẽ không còn oán hận, ca thán bất bình nữa. Bạn đối xử với lãnh đạo như thế nào thì cấp dưới của bạn sẽ đối xử với bạn như thế. Ngược lại, khi bạn không cách nào làm được một cấp dưới tròn chức trách, thì vĩnh viễn sẽ không thể nào làm cấp trên. Đây chính là định luật tương đối ở chốn nhân gian. Thực ra, cấp trên của bạn cũng được coi là quý nhân của bạn. Do bất luận thế nào, cần dùng các góc độ khác nhau để suy nghĩ tìm tòi cách tương tác giữa bạn và lãnh đạo. Dùng một nụ cười cũng có thể báo đáp, nói nhiều lời đẹp, làm nhiều việc tốt. Chỉ một nụ cười, một lời khen chân thành cũng sẽ khiến người ta cảm thấy niềm vui khi ở bên bạn. Đó cũng là một loại báo đáp. Quý vị và các bạn thân mến,
có một phát hiện thú vị như sau. Những người ngay từ nhỏ đã hào. Quý vị và các bạn thân mến, có một phát hiện thú vị như sau. Những người ngay từ nhỏ đã hào phóng mời bạn bè đi ăn, thì bây giờ họ vẫn có một cuộc sống đầy đủ. Ngược lại, những người luôn trốn tránh việc trả tiền và tiêu tiền thì sau bao năm vẫn sống một cuộc sống nghèo khổ. Tại sao lại tồn tại một nghịch lý xã hội như vậy? Phải chăng tiết kiệm chưa hẳn là thượng sách? Và biết cách tiêu tiền mới giúp chúng ta trở nên giàu có hơn? Lý giải về điều này, mời quý vị cùng xem tiếp chương trình. Từ xưa đến nay, chúng ta đều được giáo dục rằng phải biết tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Không cần biết kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần tiết kiệm là sẽ có tiền. Lẽ nào lý luận này là sai? Chúng ta lại hay nhìn thấy một số người thường đến những nhà hàng sang trọng, uống rượu ngoại, dùng hàng hiệu, mỗi lần tiêu hết hàng chục, hàng trăm triệu. Xa xỉ chưa? Tất nhiên vẫn có người nói, thế mà gọi là xa xỉ hả? Anh chưa nhìn thấy những người còn sang trọng hơn à? Đúng thế, phải thừa nhận là còn có những người giàu có, sang trọng hơn rất nhiều. Điều tôi nói trên chỉ là một ví dụ. Theo lý mà nói, người tiêu tiền như vậy thì càng tiêu càng ít đi mới đúng. Nhưng thực tế, họ càng tiêu tiền lại càng nhiều tiền. Vậy rốt cục, tiết kiệm tiền mới giàu hay tiêu tiền mới giàu? Hơn 80% số người trong xã hội này đang không ngừng tiết kiệm tiền. Những gì có thể tiết kiệm, họ sẽ tiết kiệm. Những gì cần tiêu ít tiền, họ cố gắng tiêu ít. Tiền có thể gửi ngân hàng, họ sẽ mang đi gửi. Và tiền gửi ngân hàng chiếm hơn 80% số tài sản của họ. Còn đối với người giàu có thì sao? Tiền gửi ngân hàng chỉ chiếm chưa đến 1% tổng tài sản của họ. Số tiền còn lại, họ tuyệt đối không gửi trong ngân hàng, mà ngược lại, luôn tìm cách vay tiền ngân hàng để quay vòng vốn. Ngân hàng là nơi thu thập tiền của những người không dùng đến tiền để cho người cần tiền vay. Và 80% số tiền của những người tiết kiệm kia đã bị những người giàu có tiêu mất. Mà những người này càng tiêu lại càng nhiều tiền. Tại sao người càng biết tiêu tiền càng giàu, còn người không dám tiêu tiền lại càng nghèo? Bản chất là do tư duy của họ khác nhau. Người thích tiết kiệm khi đi mua đồ luôn nghĩ, làm thế nào mua được càng rẻ càng tốt, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Những thứ yêu thích lại không dám mua, đợi khi nào nhiều tiền hãy mua, hiện tại tiền này dùng vào việc khác trước. Người giàu lại khác, một khi họ thích thứ gì, họ luôn nghĩ, làm thế nào mình có thể mua được nó, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền. Đó chính là sự khác biệt giữa người thích tiết kiệm và người thích tiêu tiền. Với việc không ngừng suy nghĩ làm sao để có tiền thỏa mãn những tham vọng của bản thân, họ sẽ tìm ra càng nhiều phương pháp kiếm tiền. Khi đã nhiều tiền rồi, họ lại nghĩ làm thế nào kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Và sau đó, họ sẽ mua những thứ họ thích, sống cuộc sống xa hoa, tiện nghi mà nhiều người mơ ước. Người dám tiêu tiền, có tham vọng giàu sang thì họ sẽ có động lực để kiếm tiền. Ngoài ra, xét về góc độ duy tâm, chúng ta thấy những gì mà trong tiềm thức luôn luôn khao khát một thời gian dài, thì năng lượng của bản thân sẽ thôi thúc ta bằng mọi cách phải đạt được. Và đây là quy luật hấp dẫn của vũ trụ. Cuộc sống hiện tại là sự phản ánh tư duy trong quá khứ, và cuộc sống sau này lại chính là do suy nghĩ hiện tại mà ra. Có vô số thực tế đã chứng minh, người càng keo kiệt, càng không dám tiêu tiền và càng nghèo. Lúc cần dùng đến tiền phải rộng rãi chi ra. Chẳng hạn, khi đầu tư làm ăn lớn như mở cửa hàng mà trong đầu không có suy nghĩ phải bỏ tiền đầu tư thì làm sao có thể kiếm được tiền? Muốn tìm được nhiều đối tác mà không chịu chi tiền mời họ đi ăn uống, giao lưu thì ai muốn hợp tác với mình? Để từ bỏ một thói quen quả thực rất khó, đặc biệt là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Nếu bạn khao khát muốn thay đổi chất lượng cuộc sống, vậy còn đợi gì nữa? Hãy mạnh dạn thay đổi cách nghĩ và thói quen tiêu tiền của bạn. Hãy nghĩ làm cách nào có thể kiếm được nhiều tiền để thỏa mãn những tham vọng đó. Tuy nhiên, các bạn đừng nhầm lẫn việc tiêu tiền với hoang phí tiền.
tiền kiếm ra để tiêu và tiêu tiền thế nào cũng là một nghệ thuật. Những người giàu quan niệm, miễn là không hoang phí tiền, còn tiêu vào đâu đều là hợp lý. Ví dụ, mua một đôi giày đắt tiền chính là một sự đầu tư thông minh. Bởi ngoài giá trị lâu bền, đôi giày đắt tiền còn có khả năng tăng sự tự tin và địa vị xã hội. Vì vậy, đây không phải là tiêu tiền hoang phí, mà là sự đầu tư có mục đích. Nếu không có khả năng tiêu tiền một cách khôn ngoan, thì cách tốt nhất bạn có thể làm là tiết kiệm tiền. Và nếu biết sử dụng tiền một cách hợp lý, biết tiêu tiền thì hãy phát huy nó. Chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành một tỷ phú. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, tiết kiệm tiền chưa phải là cách hay nhất để làm giàu. Biết cách tiêu tiền và sử dụng nó cho những mục đích chính đáng mới là người khôn ngoan. Khi ấy, tiền không chỉ đẻ thêm tiền, giúp bạn gia tăng của cải, mà vốn tri thức, các mối quan hệ đời sống của bạn cũng tự khắc trở nên thuận lợi hơn. Hy vọng với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị biết trân trọng đồng tiền và làm chủ nó để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho bản thân và những người xung quanh bạn nhé.